Thưa quý vị, tranh thủ thời tiết thuận lợi nhưng ngày qua, người dân tại các vùng rau màu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tất bật xuống đồng, chuẩn bị cho vụ mới. Do vụ đầu năm thường có sản lượng tiêu thụ tốt nên bà con đều mong muốn nâng cao năng suất cây trồng, góp phần tăng thêm thu nhập. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV tại Hợp tác xã Rau La Hường, quận Cẩm Lệ. Thu hoạch nốt chỗ rau màu còn sót lại của vụ trước, đồng thời làm đất, bón phân và gieo giống cho vụ xuân là công việc những ngày nay của người dân vùng rau La Hường. Trong khoảng thời gian đầu năm, các hoạt động của thành phố đang dần nhộn nhịp trở lại. Vì vậy, sản lượng bao tiêu thường tăng lên rất cao. Để đảm bảo cho các đơn hàng, Hợp tác xã đã thay đổi một số cơ cấu giống, hướng dẫn cho bà con chuyển đổi sang các giống trung ngắn ngày có năng suất cao. Năm nay thì những cái rau trúng Tết thì bà con cũng đã bán hết và cũng được giá, nên bà con cũng rất vui mừng. Và sau Tết thì những cái chợ truyền thống nó vẫn hộp xéo, mùng 2 đã có tư thương nó đang đặt hàng ra rồi, nên bà con cũng không ngần ngại và tiếp tục ra thu hoạch những cái rau còn lại tháng năm mà để phục vụ cho tư thương để về chợ. Nhưng đến hôm nay thì giá cả của rau thì nó vẫn ổn định, là nó cũng không cao hơn trước Tết bao nhiêu, như có một số rau như mồng tơn rồi thì nó cao thôi, còn bây giờ nó bình ổn lại như cũ và bà con cũng tiếp tục là làm đất và tiếp tục làm những vụ tiếp theo. Để đảm bảo kế hoạch gieo trồng cho vụ này, ngay từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hợp tác xã đã sớm liên hệ với các đơn vị, doanh nghiệp để thu mua giống, vật tư nông nghiệp, giúp bà con yên tâm sản xuất theo lịch thời vụ. Đến nay, phần lớn các hộ dân đều có đủ giống, phân bón để chăm sóc cây trồng cho đến cuối vụ. Nói chung là giống rồi thì cũng đầy, vật tư nông nghiệp cũng đầy đủ, nếu không thiếu thì cũng vô Quảng Nam mua ra thì cũng đầy đủ, nếu không thiếu. Hợp tác xã thì hỗ trợ được ít, cái đợt mưa lũ vừa rồi hỗ trợ ít, còn chủ yếu là tự túc mua giống, là mua phân bón, vật tư rồi. Tuy rằng giá vật tư nông nghiệp nó cao, đó là những bộ phân hóa học. Còn nhân đồng ruộng này thì bà con dùng mình phân hữu cơ là chính, cho nên cái lượng phân thì bà con nó đã mua mùa nắng mua về đó ủ khu mục, cho nên tiếp tục là lấy ra dùng, nên là về nó về phân bón thì nó cũng ảnh hưởng bao nhiêu, ảnh hưởng bao nhiêu về cái phân bón nó nhiều. Dự báo trong thời gian tới, nhu cầu tiêu thụ nông sản trên địa bàn Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng cao, nhất là tại các chợ truyền thống, chợ dân sinh và các nhà hàng quán ăn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố khuyến khích các hợp tác xã rau, tương tự vùng rau La Hường, tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và thị trường để có kế hoạch sản xuất phù hợp, không để hao hụt sản lượng cung ứng, nhất là trong giai đoạn cao điểm đầu năm như hiện nay.